Theo Ban Quản lý Khu Lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, thì trong 9 tháng qua đã có gần 74.000 lượt khách đến viếng tham quan khu lưu niệm, tìm hiểu về cuộc đời thân thế sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Cụ thể, có hơn 1.000 đoàn khách trong tỉnh với hơn 17.200 lượt, gần 5.500 lượt khách ngoài tỉnh. Bên cạnh đó là các đoàn khách trung ương và khách quốc tế. Hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, 23 tháng 11 năm 2022, khu lưu niệm đang được khẩn trương hoàn thành các hạng mục sửa chữa, phòng trưng bày, hội trường, nhà nghỉ, chăm sóc khuôn viên cây cảnh để phục vụ du khách đến thắp hương tham quan.